Chánh pháp chọn lọc, mắt trí huệ, huyệt đạo huyền bí nhất. Vấn: Xin sư phụ nói về mắt thứ ba và huyệt đạo. Sư phụ: Mắt thứ ba là con mắt thật sự của con người chúng ta. Nếu mắt của con là một, toàn thân con sẽ đầy ánh sáng. Đó là mắt thứ ba. Phần đông chúng ta dùng mắt phàm để thấy hiện thân của Thượng Đế qua hình dáng vật chất. Nhưng nếu muốn thấy Thượng Đế trong hình dáng không phải là vật chất thì chúng ta dùng Phật nhãn. Cái đó còn gọi là mắt thứ ba. Trong nhục thể này thì sự giao tiếp giữa thiên đàng và trái đất là chỗ trung tâm mắt thứ ba ấy. Thật ra đôi khi chúng ta cũng thấy được con mắt đó trong lúc ngồi thiền, một con mắt. Giống như mắt mình đây, nhưng chỉ có một thôi. Đó gọi là mắt thứ ba, mắt tâm linh, hay mắt huệ, hay mắt thiên đàng. Bất cứ tên gì đều là nó. Tâm luân xa không phải là chỗ trái tim, mà là năng lực tim vô hình ở chung quanh quả tim đó. Giống như có từ trường ở chung quanh thân thể vậy, thì đây là từ trường chung quanh trái tim. Tâm luân xa là chỗ mình tập trung nếu quý vị muốn gia tăng tình cảm của mình về một cái gì đó, về tình yêu, ngay cả về sân hận, bất cứ cái gì. Đó là lúc mình dùng trái tim. Nhưng nếu muốn biết trí huệ, chúng ta phải tập trung ở chỗ trí huệ luân xa. Đó là con mắt thứ ba. Trong cơ thể chúng ta có những huyệt đạo khác nhau. Huyệt bàn chân, huyệt đầu gối, một huyệt ở chỗ bộ phận sinh dục, một huyệt ở bao tử hay là huyệt đơn điền, huyệt ở trái tim, huyệt ở cổ họng, huyệt ở đây. Sư phụ chỉ tay vào mắt trí huệ. Và huyệt ở đỉnh đầu. Tùy quý vị muốn kiếm cái gì thì tập trung vào huyệt đó. Nếu tập trung vào mắt huệ thì mọi thứ tăng lên. Đây là trung tâm của tất cả huyệt đạo, tổng hành dinh của con người chúng ta. Thành ra khi tập trung chỗ đó, chúng ta làm mình được tự do. Chúng ta tăng cường tất cả mọi thứ. Thậm chí quý vị thương nhiều hơn, hiểu sự việc hơn, ăn thấy ngon hơn, làm việc giỏi hơn, suy nghĩ hay hơn, sáng tác tài tình hơn, vẽ thạo hơn, vân vân. Cái gì cũng tiến. Nguồn cội vô hình của trí huệ. Vấn: Con muốn biết sự khác biệt giữa trí huệ trong mắt huệ, trí huệ trong trái tim và tiếng nói trong đầu óc. Sư phụ: Đầu óc không có trí huệ, nó chỉ là cái máy thâu âm mấy thứ chúng ta tiếp xúc mỗi ngày hoặc những thứ được bỏ vào trong đó. Lấy ví dụ, mẹ quý vị lúc nào cũng nói đừng ăn kem vì cái này cái kia. Nên mỗi lần nhìn thấy kem là đầu óc la lối, rồi quý vị không ăn, bởi vì, giống như máy thâu âm vậy. Trái tim không phải là trung tâm trí huệ, nó là trung tâm của tình cảm. Bởi vậy, mỗi lần thương ai, quý vị thường hay nói, ồ, đó là tình cảm con tim. Trung tâm trí huệ ở chỗ này, sư phụ chỉ tay vào giữa trán. Vì chúng ta ở trong thân thể nên tôi phải nói nó ở chỗ nào. Trung tâm dĩ nhiên là không phải ở trong đó, nhưng nếu còn ở trong thân thể thì quý vị phải tìm nó trong đó. Bên trong giữa bộ óc có một điểm, bắt đầu từ điểm đó. Sau này quý vị sẽ thấy rằng mình ở khắp mọi nơi. Quý vị là trí huệ, không cần phải tìm trí huệ, nhưng cũng phải khởi sự từ một điểm nào đó. Huyệt đạo ở tim có công dụng khác, không phải là để tìm trí huệ. Hơn nữa, trái tim thật sự không phải là quả tim phàm đang đập trong lòng ngực. Làm cách nào để phát triển mắt thứ ba? Vấn: Làm sao để phát triển con mắt thứ ba? Sư phụ: Mắt thứ ba không phát triển, nó đã có ở đó rồi. Chúng ta không thể nào phát triển những cái không phải là vật chất. Mắt thứ ba chỉ là một cách nói mà thôi, không có con mắt nào cả. Chỉ có nghĩa là bình thường chúng ta có hai con mắt và nhìn thấy được đồ vật trong một phạm vi giới hạn. Nhưng nếu có con mắt thứ ba, mắt kia, chúng ta có thể thấy được những gì trong toàn vũ trụ. Cho nên mới gọi là con mắt thứ ba.
Thật sự, linh hồn không cần mắt để nhìn, không cần tai để nghe, không cần bất cứ giác quan nào để nhận thức. Đó là sự thật tối cao. Đó là sự nhận thức tối thượng, không phải dùng một dụng cụ xác thịt nào. Đó là lực lượng của linh hồn. Vị vô thượng sư bên trong chúng ta biết được tất cả, nghe được tất cả trong mọi cách, mọi nơi. Đó là cái mà mình phải tìm cho ra, bởi vì chúng ta là vô thượng sư của toàn thể vũ trụ. Quý vị có thể tưởng tượng quý vị vĩ đại như thế nào không, mà bây giờ phải sống như thế này? Sư phụ thở dài. Thành thử tôi rất tội nghiệp cho quý vị. Quý vị tới đây nghe tôi nói, nhưng lẽ ra là không cần phải làm như vậy. Chúng ta là bình đẳng, giống y như nhau, có cùng một lực lượng. Thậm chí quý vị cũng không phải kính trọng tôi. Chuyện đó thật đáng buồn. Quý vị sẽ biết như vậy nếu nhận thức những gì tôi nói. Quý vị sẽ biết những gì tôi biết, những gì Chúa biết, những gì Phật biết. Sư phụ khai thị mắt vô thượng. Nếu muốn nhìn thấy bản lai diện mục Phật tánh của mình, chúng ta phải nhìn qua một con mắt khác, qua một tri giác khác. Con mắt này chúng ta kêu bằng mắt huệ hay Phật nhãn, mắt thiên đàng hay người theo đạo Công giáo gọi là mắt đơn, một con mắt. Chúa Giêsu nói rằng nếu mắt con là một, toàn thân con sẽ đầy ánh sáng. Như vậy có nghĩa là gì? Mình có nên chập hai con mắt lại với nhau, làm nó thành một giống như mấy người mắt lé không? Không, dù làm cũng không thấy ánh sáng. Thành thử con mắt đề cập trong kinh Phật, trong kinh Thánh và trong những kinh điển khác không phải là mắt phàm, mà là con mắt bên trong trí huệ, bên trong biển tâm thức của chúng ta. Thật ra không có mắt nào cả, nhưng vì nhìn thấy được mọi thứ từ thiên đàng tới địa ngục, từ thế giới này lên đến cõi Phật, nên chúng ta gọi nó là con mắt. Cho nên muốn khai mở con mắt này, chúng ta phải có một người nào đó chỉ cho mình. Cũng giống như muốn biết lái xe, chúng ta cần một người nào đó đã biết lái xe để giúp cho mình. Nguồn vui vĩnh cửu. Cội nguồn duy nhất để có hạnh phúc là ở bên trong. Mỗi khi tọa thiền phải ráng tiếp xúc với cội nguồn đó. Nó chỉ là một trung tâm nhỏ nhỏ ở trong cái kêu bằng bộ óc. Nói về phương diện thể xác thì nó nằm ở đó, ngay bên trong não bộ. Mỗi một dây thần kinh nhỏ, mỗi trung tâm có một trách nhiệm và một công việc gì đó trong con người chúng ta, về tâm lý, về tình cảm và về thể xác. Một cái khác nữa có trách nhiệm về tâm linh đối với sự khai ngộ và hạnh phúc vĩnh cửu. Có một trung tâm nhỏ ở gần giữa óc chúng ta, nói về phương diện thể xác. Từ chỗ này, sư phụ chỉ tay vào giữa trán, và chỗ này, đỉnh đầu, đi vô trong khoảng 2/3 đầu. Đó là trung tâm của mắt huệ, thật sự ở trong đó. Thành thử mỗi lần nhìn vào mắt huệ, tức là quý vị đang cố gắng tiếp xúc với trung tâm ấy. Thậm chí dù chỉ một đôi lần tiếp xúc được chỗ đó, một vài giây thôi, cũng đủ cho quý vị cảm thấy khác ngay lập tức. Một tia sáng thoáng qua thật lẹ là cảm thấy tâm hồn vui sướng rất lâu. Dĩ nhiên, quý vị không thể tiếp xúc với trung tâm đó hoài hoài được, hoặc không phải lúc nào cũng biết rằng mình đang tiếp xúc với trung tâm đó. Nhưng mình đang tập mà. Tập hoài rồi sẽ thành minh sư. Đó là công việc của chúng ta. Tôi vẫn còn phải làm. Tôi cần hạnh phúc ấy để đối phó với tất cả quý vị chứ. Nếu không có năng lực vui sướng này cung cấp một cái gì đó mỗi ngày để tôi tiếp tục làm việc, thì chắc là tôi chết mất. Mình không thể nào cho mãi được. Quý vị sẽ bị tiêu hao nếu cho đi với cái ngã của mình hay bằng sức người bình thường. Sự tu hành do đó sẽ xuống dốc. Quý vị sẽ trở thành xấu xa, chua chát. Vì những chuyện như vậy mà nhiều người gọi là đạo sư trở thành người xấu, chua xót, mất danh giá sau một thời gian. Có lẽ mới đầu họ cũng rất trong sạch, rất thánh thiện và rất là đạo hạnh. Nhưng bởi vì pháp môn tu hành của họ không đúng,
không đưa họ hướng về trung tâm bố thí mãi mãi, an vui, tự tại, vĩnh viễn ấy. Sư phụ chỉ tay vào trung tâm của mắt Huệ. Họ cho tất cả những gì họ đang có với tất cả những ý định tốt rồi ngã quỵ. Họ không chịu nổi đủ thứ cạm bẫy, những cám dỗ, những áp lực ngoài xã hội và mọi hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mấy người này rất là tội nghiệp. Nếu những người như vậy thì chúng ta phải thương họ nhiều hơn, bởi vì họ không tự mình đứng dậy nổi mà còn bắt chạy. Thành thử họ thất bại. Vì lý do đó mà tôi cứ nhấn mạnh hoài rằng quý vị phải thiền, không phải để thành đệ tử giỏi, không, mà để cứu chính mình. Sư phụ kể chuyện đánh tan những ảo tưởng ở đời. Đây là một câu chuyện bên Ấn Độ. Một ngày kia, có một vị thầy khai ngộ bảo đệ tử bỏ đời, xuất gia theo ông. Tuy nhiên, người đệ tử nói rằng vợ anh, cha mẹ, anh em, tất cả mọi người thương anh nhiều lắm và anh không nỡ bỏ họ. Sự ra đi của anh sẽ đem rất nhiều đau khổ đến cho gia đình. Vị thầy nói, để tôi chỉ cho anh thấy gia đình anh yêu thương anh tới cỡ nào. Thế là hai người cùng đi tới nhà của người đệ tử. Vị thầy đưa cho học trò một viên thuốc, bảo anh ta trốn bên ngoài, rồi giả bộ là người lạ. Sau khi nuốt viên thuốc vào, người đệ tử trở thành như chết, tim ngừng đập hoặc không thở, thân thể cứng đơ, lạnh ngắt. Gia đình anh khóc lóc xin trời Phật cứu, nhưng không hiệu quả. Bỗng nhiên vị thầy đi vào nói với họ rằng, tôi có thể cứu được người bà con của quý vị. Nghe vậy họ sung sướng lại lục, năn nỉ ông thầy cứu người đó ngay lập tức. Vị thầy nói, nhưng với một điều kiện, muốn anh ấy sống lại thì một người phải chết thay, bởi vì đây là luật nhân quả. Nếu tôi làm anh ấy sống lại thì tôi phải chết thay cho anh ấy. Nhưng tôi không phải là thân thích, anh ta là người thân của quý vị. Nếu quý vị thương anh ấy nhiều như vậy thì quý vị phải vui lòng chết thế. Tôi chỉ là người qua đường, sao lại chết thay? Cho nên nếu một người trong quý vị sẵn lòng chết thay cho anh, tôi sẽ mang hồn anh trở lại ngay lập tức. Vì không thể thoát khỏi luật của nhân quả, một sự đổi chác phải xảy ra. Không một người nào sẵn sàng chết thay cho anh. Họ lấy cớ rất hay. Nếu tôi chết, ai sẽ lo cho cái nhà này? Nếu tôi chết, ai sẽ lo công việc làm ăn? Mặc dù vợ của người đệ tử đó rất yêu anh ấy, đã khóc lóc trong tuyệt vọng, lăn lộn dưới đất. Bà ta trả lời, không, không, nếu tôi chết thì không có người nào săn sóc cho hai đứa con tôi. Rồi họ nói, thôi được, người đàn ông này đã chết rồi, chịu vậy thôi, chúng ta hãy đem xác đi hỏa táng. Nghe vậy, người đệ tử đứng dậy ngay, nói rằng, tôi chưa chết. Rồi anh bái chào gia đình và ra đi theo thầy. Có nhiều câu chuyện như vậy. Đôi khi chúng ta thương một người hoặc khi một người thương một người, luôn luôn có những khía cạnh nào đó thiếu hoàn mỹ. Thường thường chúng ta không thương người khác nhiều tới độ quên thân mình hoặc sẵn lòng chết cho người đó. Vì thế, có nhiều cái chúng ta không biết được sự thật nếu không trải qua kinh nghiệm đó. Chúng ta chỉ nhận thấy qua những hình ảnh bên ngoài, nó không hẳn là đúng. Những cái chúng ta lưu luyến ở thế giới này không phải là cứu cánh. Tốt hơn hết là đừng trở lại, bởi vì dù quyến luyến, gắn bó tới mức nào, một hồi rồi cũng phải ra đi. Thành ra tốt nhất là sửa soạn trước, tới giờ đi thì mình đi luôn. Nếu không, kỳ sau trở lại chúng ta lại quyến luyến nữa, ràng buộc nhau nữa. Sau một hồi lại phải bỏ đi lần nữa, lúc đó mấy người bà con đau đớn vô cùng. Thành thử tốt hơn hết ra đi một lần là xong, không cần trở lại gây khó khăn cho người khác. Đây cũng là một hành vi hiếu đạo. Quý vị thấy vậy không? Mọi người đáp dạ. Giữa hai vợ chồng cũng vậy. Sau một thời gian, mỗi người đi một ngã. Vì cả hai lúc giả từ đều luyến lưu đau khổ, thì đừng có lặp lại. Do đó,
Chúng ta phải chuẩn bị về mặt tâm linh. Ra đi dứt hẳn thì tốt hơn. Đừng trở về để diễn lại cảnh đau thương ấy. Nếu không, chúng ta sẽ khổ và người kia cũng khổ. Ích lợi gì đâu. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ Formosa vào ngày 21 tháng 7 năm 1991, nguyên văn tiếng Trung Hoa, ban thâu hành số 183, bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 133.